Rất là hồi hộp, hình như là tại vì Huy đã từng làm lần CEO rồi nên vậy giờ sẽ nhường lời cho đứa em Út. Trời ơi, làm rồi phải có kinh nghiệm nói chứ, là Út là Út chỉ theo cả thôi, tất cả mọi chuyện trong gia đình là cho cả quyết hết. Hai anh em cảm giác thì nó rất là hồi hộp, ngoài ra rất hồi hộp. Đúng rồi, ngoài ra nữa là rất là trách nhiệm để mà có thể làm CEO của Sanentis, bởi vì đây là một trong những trung tâm về chăm sóc răng hàm mặt rất là tốt, vì đấy là khi mà Quỳnh Phương và Kiến Huy quyết định là sẽ mở rộng Sanentis thì đó là một quyết định rất là gọi là chớp nhoáng luôn, bởi vì thấy nó đây là một trong những cơ hội rất là tốt, vì đấy là hai anh em quyết định là sẽ cộng tác cùng với là Sanentis để mà mở rộng thêm nhiều chi nhánh và đặc biệt chăm sóc thêm nhiều khách hàng nữa. Đúng rồi, cái mà hai anh em hướng đến cái quan trọng nhất là chất lượng, đúng không? Phải chất lượng thì mọi người mới tin tưởng cho hai anh em được. Chất lượng đi kèm với nó dạy mức giá rất là phải chăng. Đúng rồi, đó. Làm là mình nhiều khi mà khách hàng nào dễ thương hoặc người quen biết hoặc là có những hoàn cảnh đặc biệt gì đó là mình thẳng tay xuống giá thôi. Nhiều khi mình làm free cho những cái hoàn cảnh khó khăn luôn. Đôi khi làm vì đam mê thôi. Làm vì đam mê với tiền bạc gì tầm này. Rớt gì em ạ? Trời ơi. Không rớt. Cảnh này mình cắt không? Cảnh này được. Rồi. Bí quyết thì Huy nghĩ là mọi người đều cần cái nụ cười đẹp, bởi vì nụ cười đẹp hiện tại là một trong những tiêu chí mà bất kỳ đâu cũng cần, kể cả công việc, kể cả ngoại giao và kể cả những mối quan hệ. Nên vì đấy là khi các bạn có nụ cười đẹp, các bạn sẽ rất là tự tin để giao tiếp. Vì đấy Huy nghĩ là đây là một trong những điều gọi là tiêu chí hàng đầu. Và đối với Huy và Phương thì lúc nào cũng phải rất là cẩn thận về chăm sóc, vệ sinh, bởi vì đây là một trong những điều mà hai anh em diễn viên nữa mình phải né xa thuốc lá nè, rồi cà phê này nọ gì đó. Còn nếu có thì thoải mái, cứ có vấn đề gì mình tới đây đúng để giải quyết được bất kỳ vấn đề nào về răng miệng, các bạn hãy đến Sanentis, chúng tôi sẽ lắng nghe và đặc biệt là tạo cho các bạn nụ cười tự tin và tự nhiên nhất. Thật ra là hai anh em nó rất là hiểu nhau rồi. Nói chung bây giờ chỉ cần một cái cọng lông mi rụng là biết người kia hiểu gì. Đúng rồi, rất là hiểu nhau. Và nói chung là về cái tình nghĩa cũng rất là đậm sâu, nên làm việc chung cũng rất là thuận lợi. Nhưng mà chắc chắn sẽ không có cãi vã đâu, cái chuyện lặt vặt đâu hết cả. Đúng không? Đúng rồi. Và chuyện là thật ra là hai anh em đều có những cái buổi mà họp với nhau. Ví dụ như làm ăn với nhau thì sẽ có những buổi họp để mà trao đổi ý kiến với nhau. Vì đấy là khi nếu mà Phương hoặc là Huy hoặc là Sanentis có một vấn đề gì đó thì nên ngồi lại và nói chuyện với nhau, vì đấy là mâu thuẫn kể cả khi là dù là nhỏ nhất cũng sẽ được giải quyết triệt để mà tìm ra cái hướng tốt nhất hơn cho hướng chung, đó là chăm sóc khách hàng. Cái rồi tranh luận đúng. Cái vấn đề mà ấp ủ làm cái nha khoa này thì em đã ấp ủ từ lâu rồi, thì từ khi mà thi vô trường sân khấu á, lúc trước răng của em rất là xấu và chấm mọi tất cả mọi thứ đều đậu hết rồi, riêng chỉ có răng thôi. Thì thầy Công Ninh lúc đó là hỏi Phương ơi, bây giờ em có chịu đi sửa răng hay không, thì mới hứa với thầy đi sửa răng. Và sau khi làm răng rồi vào trường sân khấu rồi mới phát triển, mới theo nghề được. Nên Phương cảm thấy cái tầm quan trọng của cái nụ cười và răng nó quan trọng như thế nào, và từ đó là nó sau này có điều kiện mình nhất định sẽ mở một cái nha khoa, đó là một cái mục tiêu. Nếu mà nói về mặt hàng khác thì Huy cũng đã từng có một chuỗi cà phê rồi, nên vì đấy là khi mà làm về thực phẩm thì Huy mới thấy là rất là nhiều những bạn tức là bị vàng răng nè, rồi nụ cười bị hở lợi, rất nhiều những vấn đề răng miệng. Vì đấy hai anh em quyết định là tại sao mình không làm một dịch vụ để mà có thể chăm sóc được nhiều bạn trẻ mà họ không có được cái sự tự tin để mà họ có thể giải bày được cái gọi là tâm sự của họ, thì hai anh em quyết định là sẽ mở ra một trung tâm nha khoa để mà lắng nghe tất cả những bạn, đặc biệt là giới trẻ, học sinh, sinh viên và những bạn nào mà đang có nhu cầu về răng miệng để mà lắng nghe họ. Và đặc biệt hình hai anh em cũng là người có thể là thuyết phục họ tốt, nên vì đấy là hai anh em quyết định là mở Sanentis để mà tạo điều kiện tốt nhất cho những bạn nào mà còn e dè về răng miệng hoặc là có vấn đề gì đó về nướu và lợi có thể đến đây và chăm sóc mình.